Đây các bác ạ, anh em tôi đi lên Cao Bằng làm ở cách cửa khẩu Ta Lùng khoảng 2 cây số rồi. Đấy, cửa khẩu Ta Lùng đi ra kia. Đây, mình làm ở cái nhà sàn 5 gian, 6 vì cột. Gian rộng, gian dài là 4 m. Rằng cả móng quanh nhé, rằng móng quanh 4B đây. Đây các bác nhìn thấy rằng móng. Là rất là rộng. Nhà này là nhà chủ là làm để không phải là để ở nhá, làm để làm cái dạng kiểu nhà du lịch kinh doanh. Đó, ở gần cửa khẩu thì làm cái khu vui chơi. Tổng sàn nó sẽ vào khoảng 230 m² này. Đấy. Bề rộng này là 10 m, 9 m mấy ấy, chiều dài là hơn 20 m. Bọn mình nhận thi công nhà này là 145 triệu. Rồi nhà chủ bổ sung ABC chắc hơn. Nhà chủ rất thoáng. Và tại ở đây là cái gọi là bó pít Cao Bằng, cách cửa khẩu Ta Lùng khoảng gần 2 cây số. Và những cái móng này này, giằng quanh, còn những cái móng này là sâu, rất là sâu, gần 2 m. Đấy, mình quấn lên cái cột, cái móng ở dưới nó rộng 1,5 m cơ, rất là kỳ công luôn. Đây là khu mẹ ở trọ. Rồi, nhà chủ mua gà cho con buộc ở kia. Đấy, các bác theo dõi bọn mình thi công cái nhà này xem này. Đây các bác nhá. Là khi làm nhà sàn bê tông là các bác phải, các bác các anh chị thông cảm cho là phải xẻ những cái này để làm cốt pha đây này. Đây. Đấy, mỗi nhà là một bộ, không dùng chung được đâu nhá. Đây nhà này rộng mình sẽ hơn gần 5 khối này. Đấy. Và những cái cây giáo này, cây giáo này là phải sắm này, nên bây giờ dùng làm giáo là khi làm xong là hạ xuống làm chống sàn này. Đấy, là nát vụn hết. Đấy, bên này là bên này những thứ mà mình còn, bên đội mình còn chưa gia công này. Đấy, còn dùng cả chuối nữa đây này. Làm nhà bê tông là phải dùng chuối, có muốn có cứng phải có mềm. Anh em bắt đầu lên cột nha các bác nhá. Cột rất mịn, rất là đẹp. Các bác nào cần tư vấn hay là làm khung nhà sàn bê tông thì alo Zalo cho mình qua số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Đấy, để trên màn hình, để trên màn hình video này.
Chiều nay là chắc là anh em chúng tôi cũng lên xong cột rồi, đang chạy dầm và xà. Chiều chắc làm được xà. Đã tuần nay rồi các bác ạ. Nhà này tính cả đua ra, cả đua hết 4 bể nha. Tổng chiều rộng cái mặt sàn của ngôi nhà này đang là 22 nhân với 12, nó sẽ bằng 260 mấy mét vuông đấy, rất là rộng. Sắp xong dầm rồi mọi người ạ. Nhà này làm khá lâu, làm chút cao bằng nha. Rất là nắng đây, hiện tại đang là 11 giờ kém 5 rồi mà anh em vẫn chưa chịu nghỉ, cố nốt cái đường dầm. Xong hết dầm rồi các bác nhá, anh em mà chuẩn bị hạ dàn giáo xuống để cắt chống ghép sàn. Hạ giáo xuống rồi đây. Bên dưới. Bộ sàn này rộng 264 mét vuông. Đây, hàng này là sẽ đổ cột ở kia, làm một cái thang lên đây, cái thang ở đầu bên kia nữa. Đấy là cầu thang lên nhà. Phần bãi này xuống dưới đất là cao 3,5 mét, phần trên này là cao 3 mét, từ dầm đến xà là cao 3 mét. Đây, công trình của đội anh em tôi đã đi vào những cái bước hoàn thiện cuối cùng rồi đấy các bác nhé. Các bác xem cái mẫu nhà sàn 5 gian này. Đấy. Có 3 gian chính, 1, 2, 3 gian chính và 2 cái gian phụ, gian trái thôi. Nhà rất là rộng, tổng chiều sàn ngôi nhà là 264 mét vuông nhé. Nhà kể truyền các bác, mẫu trồng truyền. Đây kia là những con truyền kia, nhà tổng nóc tôi cũng thấy ai hiểu thế nào thì hiểu. 3 dàn chính, mỗi dàn 4 mét. Sàn nách này là 2,8 mét, giữa kia là 4 mét. Anh em tôi bắt đầu là còn một cái nóc là chưa làm, mai nó sẽ hoàn thiện nốt. Còn một cái cửa xó với một cái kẻ đằng kia nữa, 2,7 này. Đấy, 7 làm rất đẹp uốn lượn. Đây là kẻ tôm. Đây, nhìn tổng thể ngôi nhà từ cái phần nóc cao nhất đây này. Đấy,
ngày mai là mình sẽ làm nốt cái nóc này nữa là xong. Tôm tép kẻ nghe uốn lượn rất là đẹp này. Đây còn một cái kèo xó từ đây xuống đây là chiều nay hoặc ngày mai là anh em tôi sẽ hoàn thiện nốt hai cây bẩy đây này. Một cây bẩy đây, một cây bẩy kia nữa, một cái kẻ nữa là xong rồi. Xong chuyển xuống ghép sàn một cái phần thang này, thang có hai đầu đây một cái này, đằng kia một cái. Nhà rộng mênh mông các bác nhé, rất là cao ạ. Để giới thiệu các bác mỗi nhà sàn kể chuyền trồng chuyền nhá, kìa trồng chuyền này, kể này, kể chuyền xuống bảy này, bảy uốn lượn nhá, không thẳng nhá, toàn bộ lục lăng nhá, nhà 5 gian, 3 gian đứng, 1, 2, 3, đây là gian trái này, có trụ, gian trái đằng kia nữa. Sáng nay là anh em chúng tôi là tiến hành đổ cái nóc đã xong rồi, cơ bản là phần trên đã xong. Cái gian là 4 mét nha các bác nhé. Rồi, phần công việc còn lại là ghép sàn và đổ sàn đã xong rồi. Đấy, cột thang đằng kia này, đằng kia có một thang. Đấy. Nhà này là anh em chúng tôi là thi công khá là lâu vì nó rất là rộng. Đấy, toàn bộ là lục lăng. Trồng chuyền, kẻ chuyền. Đấy. Gọi thế nào cũng được, trồng chuyền, nhà kể chuyền cũng được. Tùy ai hiểu nào thì hiểu nhá. Đây. Xà là lục lăng này. Nhẵn như thế này, chỉ việc sơn thôi. Không phải chát đâu nhá. Đây cũng vậy. Rất nhiều các kiểu hoa văn nhé, gia đình thích kiểu nào thì mình có thể làm kiểu đấy được. Phần bên dưới này cũng có này, nhưng mà nó tối soi quay không thấy được.
Đây là toàn bộ cái phần khung của ngôi nhà 5 gian, lại nhà 3 gian 2 trái. Rộng mênh mông các bác ạ. Mặt sàn rộng 264 mét vuông nhá. Đây các bác, công trình của mình tương đối xong rồi đây. Mình bắt đầu đang ghép sàn và đổ sàn. Đây là cái bộ khung nhà 5 gian. Đấy, 2 gian đứng và 3 gian đứng và 2 gian trái, gọi là nhà 3 gian 2 trái. Mẫu kẻ truyền, chồng truyền. Đây là cái toàn bộ cái bộ khung nhà sàn bê tông mà nhìn từ trên cao. Ở Tà Lùng, Cao Bằng nhé các bác nhé. Sau bao nhiêu nỗ lực của cả đội thì cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành cái bộ nhà sàn 5 gian này nhé. Vừa mới đổ sàn xong cách đây khoảng 2 tiếng rồi. Hôm nay anh em thợ làm xong bộ nhà sàn bê tông. Đấy, ông chủ dẫn đi ăn tổng kết nhà hàng tại Bó Pít Cao Bằng. Đấy ông chủ đây nha mọi người nhá. Chủ lấy đây. Lấy hết tiền cho hàng về rồi nhá. Nhà chủ còn trẻ lắm nhưng mà rất tài năng. Tổng kết cho anh em là hoàn thành bộ khung nhà sàn bê tông này. Đi ăn tại nhà hàng hoành tráng luôn. Cứ đi nhá. Vâng. Đầu đâm vào đây cái này nhá. Vâng. Anh em tiến hành thôi, triển khai.